Thank you.
vừa quá chẳng nào gì được. Lạnh em đi học à? Chân chân ở đây nấu cơm ăn cơm nhỉ? Rồi anh làm bà lên dù anh xuống dưới nhà em chơi, nhà em cũng ở nhà. Để chơi nào? Không làm gì, anh xuống nhà em chơi nhỉ? Không chơi ạ. Chơi đi lạnh ngay. Đi bộ, em đi bộ ấm. Đi bộ à? Ừ. Đi, hãy đi xuống nhỉ. Đi xe lạnh lắm. Để anh đóng cửa xong rồi đi thôi. Để ô đi. Bánh đến đây, bánh đến đây. Hạ năm bánh nhé. À, để buồn suối đi chứ. Nó chín hết rồi anh ạ. Này, đeo bao tay à? Còn chú rủ anh ạ, chú anh mang lên nhà anh. Để đây ạ. Hôm nay mang đi bán đi ạ. Bếp này nó ngõ rồi. Nó chín đều thôi, sao đây là 19. Ăn hết một cái rồi. Em mới cái thứ ba mà đã no rồi. Nha, em còn chuối không? Ăn một cái. Em còn chuối. Ngon. Ăn một cái này. Ngon, để ba tay lên chị đi cân. Giỏi nè. Nằm đâu đấy? Em chỉ nằm
Làm gì ấy? Mày phải đóng cái cửa này mới được. Mang chăn sang đây ngủ. Rồi, mang chăn ra đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.